mình chứng đạt pháp lý mà rõ ngay. À, pháp vương thì khác con, bởi vì pháp vương là cái luật lệ. À, bây giờ ví dụ như con đến đây ở đây thì con phải xin phép tác đàng hoàng. Còn cái pháp mà để chúng ta tu thì tức là Phật pháp đó, thì nó là giữ gìn cái thiên tứ niệm xứ để cho chúng ta ly dục ác pháp mà thôi. Cho nên nó khác. Bởi vì thí dụ như cái luật của Phật á, là nó cái đức hạnh ly dục ác pháp, còn cái luật của nhà nước á, là cấm không có cho người ta vi phạm tội lỗi. Thí dụ như luật của Phật á, thì nó là cái pháp Phật á, thì nó dạy chúng ta cái đức mà từ bỏ lý khổ không cho. Còn cái dương pháp á, thì nó dạy á, người lấy ăn cắp của người ta, ăn trộm cắp á, thì sẽ bị cái tội nó mấy tháng tù. Đó thì đó là cái dương pháp. Còn cái này Phật pháp á, thì này là đức hạnh, cái đức hạnh của nó, đức từ bỏ lấy của không cho, cái đức thôi, cái đó không bắt buộc ai. Nhưng mà đừng có lấy cái đó là thiếu đức. Đó là dương pháp và Phật pháp nó khác hai cái. Một cái thì bắt buộc anh phạm vào cái tội này thì tôi kêu anh là bây giờ anh lấy của không cho thì anh 6 tháng tù. Thì phải cái luật của pháp, của dương pháp á, thì nó bắt buộc mình phải ở tù 6 tháng. Còn cái này nó không bắt buộc mình ở tù, nhưng mình làm sai thì anh thiếu cái đức đó, anh không phải xứng đáng là con người đâu. Vậy cho nên pháp Phật pháp và dương pháp nó khác nhau, nó giống nhau. Cũng một cái hành động trộm cắp tham lam, mà anh trộm cắp tham lam về dương pháp thì anh ở tù 6 tháng. Còn cái hành động tu hành của anh mà anh phạm vào cái giới luật của Phật, cái đức hạnh, thì anh lấy của không cho thì anh chỉ là người thiếu đạo đức mà thôi. Mình thiếu đạo đức. À, đúng rồi con, bởi vì cái thân của mình mà mình cứ nghĩ rằng nó thường nó không, nó sạch sẽ, nó thanh tịnh, thì đó là mình hiểu sai. Cho nên vì vậy mà nó hầu hết là đạo Phật, vì từ cái mà quán nhân quả cho đến cái quán mà từ bi đều là đức hạnh hết. Cho nên quán thân bất tịnh nó cũng là nằm ở trong cái đức. Rồi sau này mấy con chưa biết đặt cái tên, thầy sẽ đặt cái tên cho mấy con. Không có gì hết. Cứ thầy làm sao thì mấy con làm trước, nên thầy bắt trước thì làm sao, mà thầy làm sao lại để xác định cho cái sai của mấy con. Rồi mấy con cứ tự đặt, muốn đặt làm sao đó là cũng được. Nó là đức hạnh hết đó mấy con. Đúng rồi. Coi như là nói chung là cái nhân bản của mình, mỗi cái hành động của mình coi chừng nó có cái đức hay là không đức ở trong đó, cho nên gọi là nhân bản. Cho nên nó gọi là đạo đức nhân bản là như vậy. Cho nên cái gì mà tư duy suy nghĩ của mình, trong đầu của mình, cái sự tư duy suy nghĩ của mình có đức hay là không đức ở trong đó, thì nó ác là không đức, mà nó thiện là có đức. Và nó làm cho mình đừng có tham đắm, đừng có dính mắc cái thân của nó nữa. Nó làm cho mình đừng có chấp đắm về cái tâm sắc dục của mình nữa. Thì đó là cái đức, đức thanh tịnh. Cho nên cái quán mà cái thân bất tịnh đó, nó thuộc về cái đức thanh tịnh đó con, chứ đâu phải là gì. Hai con hiểu như nó thuộc về đức, bởi vì Phật pháp là đức hạnh không à. Rồi con hỏi con cứ ngồi đó hỏi đi mà con, đừng có lên mất công. Ngồi trên ghế hỏi đi con, mấy con cũng là vua mà thầy cũng là vua. Mấy con vua con, thầy vua lớn, có gì không? Mà thầy nãy con đang ngồi tu rồi con không được, tụi con để bữa nay là có giờ hỏi con mới lên, hay về bữa nay thầy học đó. Bữa nay đâu có ngày học con, ngày hỏi chứ con. Bữa nay là thứ mấy đi con? Bữa nay là thứ 6. Thứ 6 mà con, ngày hỏi chứ đâu con. Ngày học là cái ngày thứ mà thứ 2. Mà không thấy đâu, con tưởng con bỏ buổi học. Bỏ buổi học không phải đâu. Dạ, hồi nãy con ngồi thì con về thầy dạy con kêu tập cảm giác toàn thân á. Thì con tập mà sao con coi nó trong sách á. Thì 18 đề mục á thì thầy ghi là nương hơi thở để biết cái thân. Mà thầy dạy con á là không có theo cái hơi thở, chỉ biết cái thân thôi. Ra con ngồi con cứ lẫn lộn với hai cái đó hoài con. Bởi vì coi như mình cảm nhận cái thân tựa vào cái hơi thở, chứ không phải tập trung trong hơi thở. Ý thầy muốn nói vậy, đừng có tập trung trong hơi thở mà tựa vào cái hơi thở để cảm nhận cái toàn thân. Cho nên cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tỉnh. Dạ, thì con tập như vậy, nhưng mà trong sách á thì ghi là cứ mỗi một hơi thở vô thở ra là biết rung động toàn thân.
thì nó dậy chứ sao? Cái con theo cái hơi thở ra với vô á thì nó khó chịu cho con, nhưng mà con không có theo cái hơi thở mà con biết cái thân á, nó đỡ hơn. À thì đó là cái qua cái đặc tướng, cái kinh nghiệm của con mà. Còn cái thầy giải thích nghĩa là nương vào hơi thở để biết sự rung động của toàn thân. Dạ. Mà nếu mà con cứ tập trung trong hơi thở để biết thì con bị ức chế con, thì cho nên con thấy khó chịu. Dạ. Thì vậy thì đúng chứ có gì đâu mà sợ. Cái gì mà con tu con thấy cảm nhận toàn thân con, nhưng mà con không phải là tập trung trong hơi thở, nhưng mà lại không mất hơi thở. Con nên nhớ rằng hoàn toàn con cứ biết cái thân con không mà không có hơi thở thì nó sai. Bởi vì cái hơi thở là cái chất vô, mà không phải là ở trên hơi, mà không phải là tập trung trong hơi thở. Tựa vào hơi thở để biết cái thân. Ví dụ như bây giờ hít vô thì con nhờ cái sự hít vô nó mới có sự rung động, rung động của cái thân con. Có nhiều khi mà con dùng cái tưởng con là con thấy cái hơi thở nó chạy từ trên đầu con nó xuống dưới giường, con thở ra thấy từ chân nó rút ra nó thở ra, thì có đó là bị tưởng thôi. Nhưng mà sự thật ra mình hít vô thì nó có sự rung, cái hơi thở vô trong phổi thì có cái cảm nhận cái rung động cái thân. Dạ, con không có tưởng hơi thở theo cái thân con. Con chỉ tưởng tới cái mũi mà thầy dạy rung thôi. Dạ. Đó con mới, nhưng mà thì con theo hơi thở thì nó mệt như vậy á, còn nếu không có thì nó nhẹ hơn chút. Nó nhẹ nhưng mà con đâu có mất hơi thở đâu. Có khi mất, có khi không mất. Dạ, có khi mất đó là con mất cái chỗ đứng con rồi đó. Dạ. Con sẽ lọt làm không à. Dạ. Nó thấy nếu mà mất hơi thở một chút rồi là bắt đầu nó chỉ còn biết rung động, cái mất cái rung động nữa cái lo lọt không mất rồi. Dạ, dạ rồi còn cái tác ý á bạch thầy, là con phải tác ý là theo hơi thở con tác ý luôn, là con ngưng lại con tác ý hay là đến. Dạ, con ngưng lại con tác ý rồi con mới hít thở lên con lắng. Cái câu nó dài quá là con. À, bởi vì con tác ý trường trên cái hơi thở con thì con tác ý dài quá. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con tác ý rồi bắt đầu. Bây giờ hít vô để mình nhận xét cái cảm nhận của cái thân của mình, rồi mình thở ra cảm nhận, chứ không tác ý nữa. Rồi năm ba hơi thở vậy đó, rồi mình tác ý một lần. Mà nếu mình tác ý mình thấy nó cảm nhận được thì mình không tác ý nữa, mình cứ mình hít vô thở ra mình cảm nhận nó thôi. Còn rồi bữa hôm con bạch với thầy là khi con thở gì nó chỉ nóng toàn thân á. Ừ. Thầy nói từ từ hết thì bữa nay nó hết, mà nó còn nóng có cái khoảng sau lưng khỏi con thì nó sẽ lành, nó hết không có sao đâu. Nhưng mà con nó nhớ là con đừng có tập trung trong hơi thở, tập trung trong hơi thở là mình biết hơi thở mà quên biết cái thân của mình là tập trung. Bây giờ đầu tiên nó có hai cái phần chia ra của cái tâm con, một cái phần biết hơi thở, một cái phần biết cái sự trong thân con, toàn thân con. Con hiểu cho nó, cái con là phân, nó phân hai rồi, phân hai cái ý thức của con nó biết hai phần, một phần nó hơi thở, một phần cái thân con. Mà cái phần cái thân con là tâm quy vô đó, còn cái phần biết hơi thở là hai phần như vậy mới đúng mà, mới đúng đó. Dạ. Để về con tập lên, con có gì con mát thầy tiếp. Rồi. trên tứ niệm xứ thì cái mục đích mình quét các thân thọ, không hiểu không?
và trên tứ niệm xứ thì ngăn ngừa tất cả các ác pháp bên ngoài tác động, không hiểu. Cho nên vì vậy mà nó được thanh thản một phút hai phút cũng tốt, mà nó không được thì nó có niệm này, nó có cảm thấy kia, nó có những cái ác pháp tác động, thì lúc bây giờ đó mình cứ lo mình đuổi thôi. Thì cái mục đích của các con là bây giờ đang đuổi giặc thôi, đuổi chừng nào mà nó sạch hết thì mình mới làm thanh bình, còn nó còn thì mình cứ đuổi đến hoài, đến hoài, đến năm này qua năm khác đến hoài, đừng có khi mà ôn phá tứ niệm xứ là ở trên cái mặt trận đó thì mình đến hoài, còn thì còn đáng mà hết thì thôi. Cho nên vì vậy mà khi mà mấy con nhường nhuyễn được rồi á thì thầy mới yên tâm mà có thể mà ngồi viết sách. Tại sao? Tại vì mấy con biết đánh giặc rồi, mà bây giờ mấy con biết là hơi thở một chút có giặc cái mấy con lo, còn không giặc thì thôi, còn việc có giặc thì cứ đánh, đem dụng sử dụng những cái pháp mà thầy đã dạy các con, cách thức mà để đánh giặc thì mấy con cứ dẹp nó, dẹp thì lũ này chưa hết thì lũ khác nó tới, dẹp nữa dẹp hoài, đánh hoài đánh chừng nào mà mình thành công thôi, nó tức là sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên mấy con yên tâm, không có gì hết, tất cả những cái điều kiện mà con suy nghĩ bây giờ, ví dụ như nghe tin mẹ con bệnh đau rồi gần sắp chết đi, thì con tư duy suy nghĩ đó là cũng cách tác chiến của con đó, suy nghĩ tức là tác chiến. Bây giờ anh chị em ở nhà mình đủ sức lo chuyện đó, mình về giờ dù bây giờ mẹ có chết thì chắc mẹ cũng phải chết thôi, chứ làm sao mình về mẹ mình mạnh được sao? Cho nên ở đây mình ráng mình nỗ lực mình tu, nếu quả chăng mà mẹ mình có chết thì mình ước nguyện mẹ mình được tái sanh để làm người, để gặp được chánh pháp của Phật, được tu như mình. Còn bây giờ bà có tu gì được đâu, cho nên mình ước nguyện mình tu tập như thế này, và mình ước nguyện mẹ mình cũng sẽ được như thế này, và mình phải nỗ lực mình tu thanh tịnh hơn, cố gắng dẹp những cái ác pháp, những cái vọng tưởng, những cái ác pháp tấn công mình để giữ gìn cho thân tâm mình thanh tịnh. Thì do đó thì con càng lại tư duy suy nghĩ thì con sẽ dẹp cái tâm ái kiến sử đó, nó không làm con xốn xa, nó không còn làm cho con đau khổ nữa, thì đó là con dẹp. Đó là cái cách tu mà. Cho nên cứ có cái chuyện gì thì các con cứ sử dụng pháp mà các con nghĩ đi nó đi, thì đó là các con tu. Dù là cái giờ mấy con nghĩ mà nó có những cái niệm nó làm cho các con quá lo, quá suy tư, thì các con cũng không nên để cái tâm mình trong lúc đó, lúc nghĩ mà nó suy tư. Từ ra lúc nghĩ của mình mà nó không có những cái ác pháp nào nó làm cho mình phải bận tâm, thì mình cứ thả, mình cứ xả ra mình sống bình thường. Còn khi mà nó có những ác pháp mình xả ra, nó làm cho mình quá đau khổ tâm mình nó không bất động được, thì lúc bây giờ đều sử dụng để vô lậu tư duy suy nghĩ để quét nó ra hết, như mình tu tứ niệm xứ. Cái thân tâm bị vướng cái chỗ này, con thấy những người bạn thân thì con nó còn có nói về đạo đức, rất là đạo đức gì hơn con nhé, sự sống chân thật. Mà tại khi con cứ nghĩ vậy là con nên cứ nghĩ như lỏng quẩn cái chỗ nó này, để biết tại sao nó lại như là không tu, không biết tu, họ tu họ sẽ đi nhanh hơn mình, mà tại sao không tu thì mình không có phát hiện giúp họ. Và con cũng biết rằng là nếu mình chưa có đạo thì không có làm được cái gì hết, con cũng biết vậy. Mà nó cứ bò tới vậy xong rồi mà mấy cái này thôi kia nó không có, thưa thầy. Tự nhiên bây giờ đáng lý là những cái đó nó hết sạch, cái đằng này nó bò ra. Đó là nó sống dậy với một cái tình mà đời thì người ta gọi là tình người, nhưng mà cái đó là cái thiện pháp biết thương người, nhưng cái thương này nó cứ đứng nước. Mình phải tư duy suy nghĩ để mình dẹp nó, và khi con tư duy suy nghĩ con dẹp nó thì con phải thấu suốt nó, thấu suốt những cái thiện, mặc dù đó là thiện, nhưng mà cái thiện này không phải là thiện vô lậu. Cái thiện vô lậu chỉ có tâm thanh thản an lạc mới là thiện vô lậu, còn tất cả cái thiện này đều là vô lậu mà thôi. Do đó con tư duy suy nghĩ đúng thì những cái niệm này nó sẽ không đến với đầy con nữa, tức là con đã diệt ba cái niệm thiện, nhưng mà thiện ngũ lậu đó con. Cho nên nó mình thương tội nghiệp những người đó, họ rất là sống hiền từ, nhưng cái hiền từ của họ là cái hiền từ ở trong cái ngũ lậu chứ không phải là cái vô lậu. Còn bây giờ chính con đang tu trong cái thiện vô lậu mà, vậy thì mình phải thực hiện được cái thiện vô lậu thì tất cả cái thiện ngũ lậu này đều bị dẹp ra hết, bị dẹp ra thì nó mới giải thoát. Đó, thì do đó nó mình phân biệt được như vậy, mình tư duy được như vậy thì lúc bây giờ tâm con mới phá đi những cái thiện. Chứ nếu không mình đây là pháp thiện mà, chứ đâu phải pháp ác. Nhưng mà thiện này cũng còn khổ đau, chứ đâu phải là thiện hết khổ đau. Cho nên con tư duy như vậy như vậy rồi thì con sẽ quét nó ra, nó mới bình an cho con. Từ cái pháp ác nó làm cho chúng ta động tâm phiền não, đau khổ, giận hờn, thương ghét, lo lắng, sầu khổ, thì đến cái thiện này nó không có gây cho con đau khổ gì hết, nhưng nó vẫn làm động tâm chứ, nó ngủ lậu mà, cho nên vẫn đuổi ra hết. Cho nên mặc dù là tụi bay là trời, nhưng mà trời ở đây cũng không được nữa. Ở đây chỉ có Phật chứ không có trời,
con hiểu không? Trời là thiện, thập thiện đó, còn ác ma thì nó là toàn là ác, nó làm cho mình phiền não đau khổ, còn thiện là những gì cũng đuổi ra. Cho nên trong kinh Phật dạy đó, khi mà ác ma đến thì biết liền, nó cám dỗ mình trong cái dục, trong cái ác, làm cho mình ham muốn, làm cho mình đau khổ, thì đây là ác ma đi, Đức Phật đuổi như vậy mà. Còn cái thiện á thì Đức Phật cũng đuổi, ta biết rồi, đây là đúng rồi, thì ngay đó ta đã hiểu được cái thiện này đúng rồi, thì ngay đó người trời cũng biến đi. Con hiểu chưa? Đó là tất cả những cái tâm niệm thiện, tâm niệm ác của chúng ta mà Đức Phật gọi là ác ma và là trời. Đó, thì mấy con cũng hiểu được như vậy, thì khi tu tứ niệm xứ phân biệt rõ đây là ác ma đi, đây là trời đúng rồi, mấy ông cũng đi ở chỗ này là ở chỗ nó thiện vô lậu chứ không phải là thiện hữu lậu như cõi trời nữa. Đó, thì cuối cùng thì hai cái người này đi hết thì còn có Phật mà thôi. Là vậy thôi. Ông lịch thầy là có những con cũng hiểu được cái gì như nó là thiện pháp, nhưng mà trong lúc mình đang tu thế lại thấy nó thiện thì mình cũng không làm được, thì nó cũng là ác pháp, vì nó là chướng ngại pháp làm cho tâm mình lúc đó tu không có thanh thản được. Thì con cũng thấy được những đó, mà hồi trước giờ thì những cái đó nó không có đến với con, nó rất là nhẹ thưa thầy. Giờ nó đến đâu có gì đâu, dạ. Thì nó còn bao nhiêu nó lôi ra cho hết, chứ để nó nằm ở trong đó làm chi, dạ. Con còn chất chứa ba cái kho thiện nó làm gì, dạ. Cho nó lôi cho sạch kho ra hết, như vậy nó mới cấm, mới là thanh tịnh, nó hoàn toàn mới là tứ niệm xứ, con mới sung mãn tứ niệm xứ. Cho nên ở trong cái kho tàng của con mà chất chứa hồi đó nó có những cái thiện mà con thấy nó là thiện đó, thì bắt đầu gì nó cũng chất chứa bao nhiêu cái ác mà cái gì cũng lôi ra rồi đó, nhưng mà nó chưa hết đâu, nó còn tuôn ra nữa. Cho nên vì vậy mà cứ nó đổ ra thì cứ lôi ra, quét ra đi thì nó sẽ hết sạch. Chứ bây giờ con nói sao hồi nào tới giờ nó có, bây giờ có à, nó lẽ ra ít ra trong đầu con nó cũng có những cái thiện đó rồi, nó nằm trong đó rồi, bây giờ nó ra là tốt chứ sao. Cho nên tu tứ niệm xứ là càng có niệm nhiều chừng nào tốt, tốt đừng cho mình quét ra cho sạch. Mình không cần quan trọng những cái vấn đề mà cái tâm mình cũng quan trọng quá về vấn đề an trú hay thưa thầy. Ví dụ như con có nhiều khi con nghĩ là sao, thì cái tâm con á, cái tỉnh giác á, mà nó nhìn thấy thân thọ tâm pháp nó nhìn rõ, nhưng mà nó vẫn không an trú, là con cứ phân vân mình tặng tu mình không an trú được, thì con an trú thì cái đó nó không cần. Dạ, không cần an trú là cũng là một cái là, cho nên Đức Phật nói á, Đức Phật nói thọ là thọ khổ, thọ tức là có khổ, không có sử dụng nó đâu. Cho nên ở đây con sử dụng rất là bình thường, bất đồng không, không có cầu những cái điều này đâu, không có ham những cái điều này. Cho nên vì vậy đó mình đừng có sợ mà không có an trú, mà mình chỉ biết từng niệm của mình, tỉnh thức từng niệm để mình xả thôi, thì cái đó là cái đúng của đạo Phật. Ví dụ như hồi trước khi thấy mình cho mang một cái áo hoặc cái dép gì cái đẹp đi, khi nào mình ví dụ như cái niệm mình thích thì mình cũng thấy, nhưng mình thích đó mình thích mình duyên theo, hoặc là mình không thích thì mình lại thoát khỏi cái niệm thờ tôi còn mang cái kia. Rồi bây giờ thì khi tôi bây giờ con biết được, tức là mình không có dính mắc bất cứ người ta làm gì, mình không có dính mắc tới nữa thế đó. Rồi cái rồi là con cứ nghĩ tới mấy cái gì nó không còn cái gì, tức là hăng tú thì nhẹ vậy con yên tâm. Con nói sao ai tu cũng hăng tú, mình cũng tu cũng có hăng tú gì hết. Dạ. Không có cần thiết đâu con, nhưng mà con xả ra, con nghĩ ra, con cũng nhìn thấy cái tâm mình bất động trước cái áo hóa, cái gì đó cũng làm cho mình không dao động tâm, không có lo lắng. Thấy cái đó người ta mặc cái áo đẹp, mình cũng không bị cám dỗ cái áo đẹp, thì đó là bất động tâm. Còn nếu mà thấy cái áo này đẹp, phải chi mình có được cái áo này, nó rất là bình động tâm. Hoặc là bữa nay cái ông đem đồ ăn cúng dường này, bữa nay ông làm ngon chứ, đó thì mình động tâm, và đó là không bất động tâm. Còn mình ngon dở bữa nào cũng vậy, mình cũng thấy ăn được sống thôi, do đó mình tập dần nó quen đi, thì do đó mình nhìn trên cái món ăn mà cúng dường bữa nay mình thấy như ngày hôm qua, không có gì khác lạ, không có gì hết, thì như vậy là bất động tâm. Nó thì nói những cái chuyện nho nhỏ thôi, nhưng mà không khéo mình không lưu ý thì mình sẽ bị động tâm. Còn bữa nay sẽ cốt cho ăn tham nhiều quá, ví dụ vậy nó cũng bị động tâm mất đi. Nhiều thì kệ, có ăn thôi, còn có ăn thôi chứ còn cũng đòi hỏi cho nhiều cũng ăn vậy, mà cho ít cũng ăn vậy thôi. Sao bữa nay nó sao cô út cô cho bánh cô trái quá trời, có thêm chè cháo nữa hay chồng ăn cho nó, thì đó là bị động tham hết. Bây giờ cho nhiều thì mình ăn được, ăn không được thôi, mình cứ lượng theo cái sức của mình ăn đó mình nhận, chứ không có gì hết, nó vậy thôi. Thì thầy nói tất cả những cái chuyện nho nhỏ đó chứ mà nó là ác pháp đó, chứ nó không phải chuyện pháp đâu. Nó con mình nó xấu những cái nó tệ hại như thầy. Ví dụ như là bây giờ hút một tổ dưa đi, mỗi lần một cái
thì mình đến trước đó mình nhìn mình muốn cái mà tươi hơn, nó tốt hơn, nó lớn hơn mình lấy nó thì mới tâm tham thôi. Đó là mình cũng biết cái tâm tham rồi. Dạ. Lựa cái trái này lát lại ăn nó dạ. mềm, còn cái trái này nó sượng nó ăn nó cứng. Mà bây giờ mấy con có lợi có lấy cái rổ như vậy mà cái tâm nó bị như vậy đó, nhắm mắt lại lấy. Dạ. Coi như lúc không. Không, lúc đó mình chiến đấu với nó, nhưng mà thật vậy, nó không có khởi, không có không. Đúng rồi, phải tác ý đó con. Nói chung là mình tu là phải ý thức, chứ không phải vì chút thăm. Nhưng mà thầy muốn nói đùa vậy đó. Làm chủ. Xin bạch thầy, thì bữa mà thầy bắt đầu thì hiện tại đang con về con tu thấy là tốt. Con ngồi ba thầy, hai thầy thì tốt. Còn một thầy cuối cuối cùng mấy thầy hít hai cái giò con quá trình để con ngồi chút già. Thầy nó nhức quá, còn 10 phút mà con cố con vượt qua, con ôm pháp con vượt qua, con ăn tịnh thanh hạnh cho thầy. Con tới đây đứng 10 phút mà nó đau biến vậy thầy. Như vậy là con có phải ôm pháp đi hay là nó đau là phải bỏ? À không, con để thầy già cho. Khi mà con ngồi chút già thì hai cái thời kia nó dồn cho cái thời cuối cùng nó đánh con. Dạ. Được rồi mày đánh chết bỏ tao ngồi sừng sừng. À, do đó con cứ cái an tịnh thân này con muốn tu muốn vô an tịnh. Lúc bây giờ con sử dụng cái phương pháp đó thì con đối với cái cảm thọ của con cho đến hết giờ thôi. Dạ. Để cỡ còn 10 phút nữa cũng tiến tới chứ còn không thua. Dạ. Không có gãi giò con đâu sợ. Dạ. Dạ. Rồi con sẽ thấy nó đẹp hết. Dạ. Thưa vị, vừa rồi đó, thì con cũng đi cho tới cái cuối cùng là hết già luôn, đau mặt chạy đau, con ôm pháp đi. Nhưng con nhớ có một lúc thầy dạy con là dạ, khi nào đau thì bỏ. À, cái khá con, bây giờ nó khá rồi, bây giờ tới cái giai đoạn này là giai đoạn chiến đấu. Bây giờ là chiến đấu với giặc, mở mặt trận rồi, còn hôm đó là mình còn đánh du kích. Cho nên khi mà đụng nó thấy nó đánh mạnh cái mình rút mình chạy. Còn bây giờ không chạy nữa đâu. Hiện đại là bây giờ là cứ mặt trận mình hiện đại mình đánh mình quét nó đó. Cho nên bây giờ mấy con tập khi mà giặc nó đánh mạnh là quét chứ còn không có chạy nữa. Nứt với lỗ chuông hai mà đánh á chứ còn không có chịu mà rút chạy. Còn hồi đó thì coi như nó hơi tê tê là thấy đứng dậy đi rồi, không có để. Nó là cái giai đoạn đầu mấy con tập, để tập luyện thôi. Cái giai đoạn này là tới cái giai đoạn mà tập còn có 5 tháng nữa, mà nếu mà con đầu hàng thì chuyện nào không sao. Nghe chưa? Cho nên bây giờ là cố gắng thực hiện tứ niệm xứ, có chướng ngại đến trong giờ tu là quét, nhất định chết bỏ chứ quét. Một là chết, hai là chứng đạo. Mà con thấy thầy thường thường thầy ngồi thì sừng sững, lúc mà sắp chữa chứng đạo, bất kỳ các áp pháp nào đến không có qua giờ quét thì là chạy hết. Con nhớ Đức Phật Ma Dương đến thôi đủ thứ, Đức Phật ngồi sừng sững không có sợ ai nữa. Thì lúc bây giờ mấy con phải tập tác chiến như vậy đó. Thì đừng có sợ. Thầy còn điều đó là con đi tinh hành đó thầy. Con nên giữ là quân chánh niệm đó thầy. Hay là dẫn về đi tinh hành. Dẫn đi cái như thầy dạy là luôn luôn phải chú ý vào bước đi và an trú luôn đó. Đúng rồi con. Dạ. Con sẽ đi chánh niệm tỉnh thức ở dạng đó. Chứ không phải là đi thư giãn. Còn đi tu mà trong cái quay nghi tế hạnh mà đi để mà tu tứ niệm xứ đó thì chưa. Hôm đó thì dạy mấy con chung chung, hôm nay thì bây giờ thì dạy mấy con ngồi. Không, mấy con lấy cái khí già mấy con ngồi thì tốt đó. Rồi mấy con chiến đấu với cái cảm thọ của mấy con để cho nó lòi cái mặt nó ra hết, tất cả những cái mặt cũ này lòi ra hết để mình quét bằng cái phương pháp của mình tứ niệm trên tứ niệm xứ. À, rồi còn cái đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác thì con đi vậy được không? Thầy con về thầy bảo ngồi ghế thì cứ hỏi đi. Nhưng thầy mới nói mấy con là vô con mà thầy vô cha cho nên thầy ngồi ở trên cao mà mấy con ngồi ghế ai biết mấy con có ngồi đi mà thưa đi. Chứ mấy con là quân thần không cứ quỳ không à. Thôi ngồi xuống đi để mỏi đầu gối nữa. Hiện tại trong con đang bị một cái chướng ngại mà khả năng quá lưu lậu của con không có thể lưu được thầy. Sao vậy? Con nên nhớ rằng cố gắng theo thầy thí nghĩ cố gắng giữ được trọn vẹn, đừng nói chuyện ai hết, coi như mình sống một mình thì cái sức của con nó chừng dài hơn mà con quét ba cái thứ này ra hết không được thầy ơi, quét rồi nó trở lại thì nó trở lại, cho nó trở lại nhiều lần chứ đâu phải một lần con. Đừng có sợ. Hồi hôm qua cái con nhận được điện thoại của người bạn á,
nhiều bạn báo cho con hay là gia đình của con về nhà đi nơi khác rồi. À không có sao đâu, về nhà đi nơi khác thì nó tốt chứ có sao đâu, tụi nó không đi ở nơi khác không có gì đâu, con đừng buồn. Mẹ của con không chịu báo cho con hay, mẹ con về 2 tháng không cho con hay gì hết. Thôi đừng có khóc con, đừng có khóc, có gì hết đừng có sợ. Bạn con cho con số điện thoại để mà gọi về cho mẹ. Khi con gọi về thì mẹ nói bạn học của con trung lớp có đến nhà con nữa. Bạn ấy đến ở 2 ngày. Bạn gọi mẹ con với ba con là ba mẹ rồi. Mặc đầu của con, bạn với mẹ con khóc nhớ con. Con tự nhiên con đặt tâm con vào tâm của mẹ con. Con thấy có lỗi với mẹ con quá à. Nè thôi bây giờ thì như vậy thì con theo thầy thấy con thôi bây giờ nữa thì nó bị cái kiết sử mà con không có quán tư duy cho được thì xả nó thôi. Thì con hãy tự về để không khéo nó lỗi đạo còn con sao không? À, thấy mình tu không được rồi thôi chứ bây giờ ép buộc sao được. Chừng nào mà mình thấy rằng cái cuộc đời này là cái cuộc đời của cái các duyên đều là do nhân quả kết hợp. Mẹ con cũng là duyên nhân quả, con cũng là một cái nhân quả của trong vũ trụ nhân quả mà thôi. Nếu mình thấy đây là nhân quả, có gì là của mình, có gì là mẹ, có gì là con, nó kết hợp để gia trả mà thôi. Mẹ thương con cũng để mà gia trả, mà con thương mẹ cũng là để trả gia, có cái điều kiện đó mà thôi. Mà nỗ lực để thực hiện được giải thoát hoàn toàn thì nó là tốt, mà nếu mà thực hiện không vượt qua cái ái kiến sử thì phải về thực hiện cái đạo đức làm người cho nó xong cái bổn phận của nhân quả. À, trong một kiếp này trả giai trả cho nó xong. À, còn nếu không á, thì mình phải vượt lên nhân quả để cho mình ra khỏi nhân quả thì mình mới cứu độ được cái chùm nhân quả của mình. Từ cái chỗ mà mẹ con ngồi khóc nhớ con không? Thì bắt đầu nó sẽ con tu được rồi thì con sẽ chuyển cái chùm nhân quả thì mẹ con không còn nhớ con nữa mà thấy đây là cái nhân quả của con. Cho nên thầy cho mấy con học nhân quả để làm gì? Để biết, để dùng nó để mà hàng phục những cái tâm phiền não, cái tâm thương yêu, cái ái kiết sử của mình thì có gì. À, thế mà mấy con đã học rồi mà không biết áp dụng thì thiệt là uổng cái bài pháp quá. Phải nỗ lực. Thầy biết cái tình cảm của mấy con ước ác quá độ, gặp kiết sử nó tối thì nó gịch. Thầy thấy người nào cũng là nước mắt nhiều quá, cho nên Đức Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Ở trước là mấy con chạy riết đi, chắc ngọt thầy ngọt thở ngọt thở như nước miếng ổn như nước mắt của mấy con. Tại hồi nhỏ tới lớn con chưa có sống xa cha mẹ. Rồi bây giờ sống xa cha mẹ con khổ tâm quá. Rồi thầy đưa con vô độc cư, thành ra nó trỗi dậy mạnh quá con chịu không nổi. Thế thì sao được, còn bây giờ con vô đây là phải phép mình trong cái sự độc cư để mà tiến tới. Muốn học Phật mà đâu có sống chung với ai được, hoặc còn bỏ vợ bỏ con đi, mà bỏ cha bỏ mẹ đi hết 6 năm ở trong rừng già, con mới đến đây chưa được 6 năm rồi lo khóc ôm sụm sao được. Muốn học Phật chứ phải muốn làm chú sanh sao. Con thấy Phật khi mà bỏ đi rồi đâu có trở về nó, tôi nhớ quá trời quá đất. Trời ơi, con tôi mới đẻ có chút mà tôi bỏ đi và tôi lỗ đạo sao. Nếu mà Đức Phật vậy thì chắc chắn là ổn, thì chắc chắn không bao giờ. Con thấy con muốn làm Phật hay là muốn làm chúng sanh. Nên mình phải suy nghĩ, trời ơi, Phật bỏ con mà còn nhỏ mới đẻ ra mà đã bỏ đi. Rồi vợ rồi con như thế nào, bây giờ ở bà ở nhà mà bà chẳng hậu một cái là chết. Không, tức là nghĩ ngợi đó. Thì do đó con thấy Đức Phật có nghĩ điều đó. Rồi thậm chí như cha mẹ cũng đâu bằng lòng. Trong khi yêu cha thì già thì buồn khổ đó. Con hiểu chưa? Cho nên do đó thì khi đi mà còn có một đứa con để nó thay thế lãnh đạo cái ngai vàng, mà bây giờ nó đi như vậy thì cái ngai vàng này để cho ai đây? Nỗi khổ của ông cha đi đó. Thế mà Đức Phật cắt đứt 6 năm khổ nặng coi như mình gần vậy. Còn con có chút xíu mà bi lị quá vậy, không mạnh mẽ. Bởi vì con cháu Trương Dương Triệu Ẩu mà sao thầy thấy con cháu của ai chứ đâu phải là của Trương Dương Triệu Ẩu. Không phải mấy con, con cháu của ai chứ đâu mà Trương Dương Triệu Ẩu yếu quá vậy, mạnh mẽ lên. Mẹ của con có nói cũng như cuộc sống này ổn định rồi, với em của con cũng có hiếu với những người bạn của con cũng tái lui đó. Thành ra mẹ nói là con cứ an tâm tu đi. Mẹ con với bạn con đến thăm con. Rồi
mẹ nói như lâu lâu mẹ nhớ con, mẹ nói lại gọi điện cho con. Rồi con thì được chứ không có sao đâu. Con đồng ý. Và khi con nhận điện thoại đó thì tâm con nó có một cái sự đấu tranh kỳ lạ quá à. Con thì nửa muốn về, nửa muốn ở. Nửa muốn sống bên thầy mà nửa muốn gần bên mẹ nữa. Thì cái cuối cùng thì con không có muốn về, con muốn đi học. Nhưng mà khi mà con muốn đi học thì tâm con nó lại khởi nghĩ là một điều là nó cách con bắt hiếu vô đạo đức gì tùm lum hết. Thành ra con muốn biết là thật ra một người họ đi tu thì họ có bắt hiếu hay không á thầy. Thì con hỏi ông bà con bắt hiếu không? Biết liền. Đó hay không? Nhưng mà sau đó thì ổng đã làm vinh hạnh cho cả cái dòng họ, cả cha mẹ. Bây giờ mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ đến Đức Phật, chúng ta thấy rằng ông bà con đã làm vinh hạnh cho cái dòng họ ổng quá lớn. Làm vua không bằng cái chuyện mà làm Phật đâu. Thì con thấy phải không? So sánh với ông Phật thì con hỏi thì con thấy con làm như thế nào, làm như Phật hay là hoặc làm như chúng sanh. Bây giờ con trở về thì cũng được. Nhưng cái đó là cái nhỏ, cái hiếu nhỏ. Còn cái ở đây tu cái hiếu lớn lắm, lớn vô cùng. Con trở về thì con ở gần với mẹ con thì mẹ con không có khổ rồi à, có con ở bên này. Nhưng mà mẹ con đau, con có đau thế được không? Mẹ con có chết thế được không? Mẹ con tiếp tục tái sanh luân hồi, con có tiếp tục tái sanh luân hồi giùm được không? Chắc chắn điều này không làm ai cho ai được. Như vậy là con về có lợi ích gì cho bà, hay là về cho bà được khóc chơi? Phải không? Phải chọn lấy một con đường. Đạo là đạo mà đời là đời. Cho nên vì vậy á, mà muốn mình mà không có xa mẹ mà cũng không xa thầy thì thôi thỉnh bà lên đây ở luôn tu thì càng tốt. Biết có sao đâu, thầy cho cả hai mẹ con tu hết. Sợ mẹ con á, trời ơi tao vậy ta. Rồi đủ không được thì thôi bây giờ ăn chay một ngày cũng được cái nước tu. Nó thì như vậy là rõ ràng là đủ không được rồi. Mà đủ không được rồi thì phần con phải lo cứu. Cũng như ông bà cũng biết là rủ vợ không đi tu đâu, mà rủ ông già cũng không chịu bỏ ngay vàng đâu. Thôi chỉ còn nước trốn đi thôi. Mà ông bà trốn đi, con hiểu không? Bây giờ mình biết đạo đức rồi. Trước khi con đi con cũng an ủi bà, dù bây giờ bà cũng yên tâm, bà biết con đang tu. Và bà cũng dù không hiểu sâu lắm, nhưng mà con mình tu đúng pháp không đến độ nào đâu. Bà cũng an tâm, có gì mà con phải lo. À, tại vì tâm thường tình của con không giống Trưng Dương Triệu Hảo, cho nên nó lo bậy bạ, nó lo cái chuyện nhỏ mọn, phải ở gần bên mẹ để tối ngày để núp dưới cánh mẹ nó mới yên tâm, chứ còn như thế này thì không yên. Cho nên vì vậy là quá là con gà con, quá là gà con, sợ diều nó bắt. Không phải con, tại con muốn biết là tại vì con đang theo thầy học đạo đức nhân bản mà. Khi con làm việc đó, con muốn biết thực ra mình có làm việc đó nó có trái với đạo đức hay không, để mà mình thực hiện cho nó đúng thôi. Còn trở về sống bên mẹ luôn thì con không có ý định đó. Tại vì con đã sống 3 năm ở trường đại học, rồi con xa gia đình cũng đã 3 năm rồi. Lâu lâu con cũng có về thăm mẹ, mà chẳng hiểu sao về thăm mẹ con ở tối đa 1 tháng 2 tháng là tâm con muốn đi à. Thành ra con biết là con về sống bên mẹ không được. Ở bên mẹ là tự nhiên muốn đi, mà muốn thích ở chùa hơn ở nhà. Con nghĩ đó là nghiệp duyên của con, cho nên dù cho con có trở về cho nữa con cũng trở lại. Cho nên con không có về, nhưng mà kỳ này con mà trở về trở lại thầy không cho. Hả? Nhất định là không cho. Tại sao? Thôi trở về đời luôn đi, còn trở về đạo luôn đi, không phải đâu. Vì bây giờ cho như vậy con tu cũng mất công, con đời một nửa mà đạo nữa thì như vậy nó không tới đâu, nó uổng phí thôi. Đời là đời mà đạo là đạo. Bây giờ cái giai đoạn con biết cái lớp bát chánh đạo này là cái lớp mà thầy đào tạo cái người đạo thật đạo mà đời thật đạo. Cho nên cái người nào mà lúc bước qua thì ít thôi mà thầy để cho họ ở lại, thầy không nói ra đâu, nhưng mà thầy để cho họ ngồi lại cái lớp, họ còn hoài đó mà tu hoài một chỗ thôi, nó cũng mất công thôi chứ không gì. Còn cái người nào mà được thì nâng họ lên. Cho nên coi vậy chứ con mắt cái thầy đảo quan sát lắm đấy, người nào mà được á thì thầy để nâng đỡ họ lên.
tới tu tới cuối cùng, để cho họ làm cái nằm cốt khi thắp sáng cái ngọn đèn của Phật pháp. Thầy mong là tưởng tuổi trẻ mấy con nó không có ô nhiễm đời nhiều thì mấy con dễ tu lắm chứ, nhưng mà mấy con lại còn bi lụy có chút xíu gia đình. Thầy nghĩ rằng cái gương của Đức Phật quá quá sáng suốt, mà trong khi Đức Phật chưa biết đạo đức cho nên đi như vậy, giờ khổ con khổ lắm, và cha rất là khổ. Còn bây giờ các con đi, các con có đạo đức rồi, các con có thông báo trước hết rồi, các con có tạo đủ điều kiện cho cha mẹ những người thân của mình đều an tâm được cái sự tu tập của mình, thì còn gì nữa mà mấy con lại không an tâm mà tu tập. Chứ phải chi mấy con trốn như Đức Phật vậy đó, thì mấy con bây giờ ngồi lại mới hối hận. Mấy con đã thông báo, đã cho gia đình mình biết hết, thì còn gì nữa mình hối hận nữa con. Mình đã làm rồi, còn họ bây giờ họ tự họ làm khổ họ chứ, họ tự họ làm khổ họ chứ. Chứ mình đã nói rồi mà, cái đó là cái quyền của họ. Họ muốn khóc, họ làm gì đó là tự họ hiểu. Còn bây giờ đó con bị cái giọt nước mắt của cái thất tình lục dục đó mà làm cho con cũng đổ nước mắt thương thiệt. Như vậy sai rồi, nhưng con không đúng à. Mấy con thấy học đạo đức mà mình đã làm tròn cái đạo đức của mình rồi, mình người đó họ không chấp nhận cái đạo đức, họ tự làm khổ họ, chứ đâu phải là mình không làm à. Mình đâu có trốn đâu, rõ ràng là đúng như tôi thông báo hết rồi đó. Và tôi cũng an ủi đàng hoàng đó, và tôi cũng cho biết cái chỗ tôi tu đàng hoàng đó. Chứ hồi ông Phật ông đi tu cũng tốn mà, đâu có dám cho những cha biết, thấy không? Cho nên trong cái vấn đề mà của chúng ta hôm nay, chúng ta sống có đạo đức, người không đạo đức là chịu lấy trách nhiệm khổ của họ, còn chúng ta sống đạo đức là không làm khổ mình con người. Cái hành động mà con đã báo trước đó là hành động không làm khổ những người thân, mà tại những người thân mình muốn khổ cứ đó mà khóc, cho mà khóc, khóc đi, lấy thào mà đừng nước mắt, khỏi nói. Đừng có sợ hãi, bởi vì nhân quả của mấy người mà. Tôi bảo mấy người đừng khóc mà tại mấy người không nghe thì mấy người khóc ráng chịu, phải không? Chứ đâu lẽ mà mai mốt mà mấy người chết rồi tôi đi theo được sao? Hoặc là mai mốt xe đụng tôi chết rồi mấy người cứu tôi được sao? Chắc chắn không ai cứu ai, điều này là tôi thấy rõ, thấy không? À, do đó gì vậy mà nỗ lực tôi đi con. Con về con trở lại thẳng cho con học hết thầy. À, con trở lại thì thôi, đi ra rồi thôi. Chứ trở lại mà tu học cái gì, đi ra đi vô mà tu cái gì được đâu. Con hiểu. Nghĩ luôn à. Nghĩ luôn. Con chỉ sáng ngắt hết thầy ơi. Ở học. À, thầy ở học thì phải ráng, ráng giữ hành độc cư. Họ mới biết mình độc cư không nổi. Thì cứ nói chuyện là đừng cho vui với gì, đừng cho sống ở cho được. Cái này là cái chết, cho nên phải giữ gìn cho trọn vẹn, không được nói chuyện, phải nỗ lực tiến tới. Ông thầy mấy ngày nay con ráng giữ lắm đó thầy, con đâu có chạy ra chỗ khác đâu. Đúng rồi, thầy biết rồi, chứ mấy bữa hổm là hỏi là chút là chạy qua tệ hạnh liền biết không. Dạ, bà chị Hạnh đi rồi. Rồi, đi. Rồi, mấy con hỏi thầy cái tiếp nữa con.